Chào mừng các bạn đến với những hồi tiếp theo của Hắc Thần Thoại Ngộ Không. Tại hồi đầu tiên, Tiểu Hầu đã giành được mảnh xá lợi chứa hỏa nhãn kim tinh của Mỹ Hầu Vương, đồng thời biết được có kẻ nào đó đang âm mưu hãm hại Đại Thánh. Ít ngày sau, Tiểu Hầu lại lên đường đi tìm mảnh xá lợi tiếp theo, khi này đang được đặt ở Hoàng Phong Lĩnh. Đó là một khu vực rộng lớn, trải dài 800 dặm, bốn phía chỉ toàn thế địa thế nhấp nhô, cùng núi non hiểm trở. Thuở xưa, ở quanh đây có một nước gọi là Lưu Sa Quốc, vốn sùng bái Phật pháp. Đến một ngày, xuất hiện một con yêu trùng rất lớn, lưng cưỡi một cái đồ vật. Nó giết hại rất nhiều người, phá hủy vô số làng mạc, khiến cho thiên hạ đại loạn. Vua của Lưu Sa Quốc đã phái vô số binh hùng tướng mạnh đi tiêu diệt con yêu quái này, nhưng đều thất bại thảm hại. May thay, có một vị cao tăng tóc vàng đi ngang qua đây, dùng phép trấn hiểm được yêu trùng, khiến cho vua cảm mến, phong cho vị này là quốc sư. Bất kể việc lớn nhỏ trong triều, vua đều trước tiên đến lắng nghe quan điểm của ông ta rồi mới quyết định. Nhà vua không hề hay biết rằng, vị quốc sư nọ cũng là một đại yêu ma, tên là Hoàng Phong, vốn là một con chuột lông vàng biến hóa thành. Theo lời đề nghị của quốc sư, nhà vua ban hành lệnh tính chuột, khiến cho yêu tinh chuột từ đâu kéo tới đông nhúng nhúc. Hai người con trai của vua là thái tử cùng tam hoàng tử biết quốc sư là yêu quái, bèn hết sức can gián vua cha, nhưng đều không có tác dụng. Vì quá thất vọng, tam hoàng tử đánh bỏ đi biệt tích, còn thái tử tỏ ra chống đối cũng bị vua hạ lệnh tống giam vào ngục. Vua chỉ còn lại một người con là nhị hoàng tử, tuy vị này tài năng không bằng được hai người kia, nhưng được cái tính tình ngoan ngoãn dễ bảo. Sau đó ít lâu, vì không còn ai đứng ra ngăn cản Hoàng Phong, hắn đã hóa phép biến toàn bộ thần dân của nước Lưu Sa thành chuột. Gia đình quốc vương bao gồm cả thái tử cũng không thoát được kiếp nạn. Hoàng Phong chiếm được Lưu Sa liền vỗ ngực tự nhận là đại vương, lấy Hoàng Phong Lĩnh làm nơi cư ngụ. Một thời gian sau, ở nước Đại Đường có một nhà sư tên là Đường Tăng, vâng lệnh vua đi Tây Trúc Thỉnh Kinh, dọc đường thu nhận được hai đồ đệ là Tôn Ngộ Không và Chư Bát Giới. Vào một buổi trưa yên ả, đang lúc ba thầy trò đang đi qua Hoàng Phong Lĩnh, bỗng thấy có gió tanh nổi lên, kèm theo tiếng gầm đinh tai nhức óc. Một con yêu quái từ trên núi nhảy xuống, tự xưng là Hồ Tiên Phong, vâng lệnh Hoàng Phong đại vương xuống núi bắt vài đứa phàm phu về nhắm rượu. Bát Giới nghe thấy liền tức giận, lập tức xách bồ cào ra đối đầu với con yêu hồ. Hai bên sức mạnh khá tương đồng, đấu với nhau vài chục hiệp vẫn chưa phân thắng bại. Ngộ Không ở ngoài thấy buồn bực chân tay, chẳng bao lâu sau thì cũng lao vào trợ chiến. Hồ Tiên Phong thấy sức không đánh lại, bèn cúp đuôi chạy thẳng vào trong rừng. Ngộ Không và Bát Giới đuổi theo sát nút, đến khi đập được một gậy vào người con hổ thì chỉ thấy nhẹ bẫng như vụt vào không khí. Nhìn kỹ lại thì nhận thấy mình đang đuổi theo một tấm da, còn người thật thì không biết đã biến đi đâu mất. Lúc này Đường Tăng đang ngóng chờ tin tức của hai đồ đệ, bỗng thấy gió nổi cát bay, bụi tung mù mịt, loàng cái đã bị thổi bay tới một cái hang sâu. Té ra Hồ Tiên Phong đã dùng kế ve sầu thoát xác, để lại tấm da hổ cho hai đồ đệ đuổi theo, còn bản thân nó lén quay trở lại bắt cóc Đường Tăng, dâng lên cho Hoàng Phong đại vương. Chẳng ngờ rằng khi nghe được sự tình, con yêu chuột lại tỏ ra không vui. Hắn biết đồ đệ của Đường Tăng bản lĩnh rất cao, sợ không đối phó nổi, liền sai người trói Đường Tăng vào cột, đợi cho trời yên gió lặng rồi mới làm thịt. Lại nói về Ngộ Không và Bát Giới, biết là chúng kế liền tức tốc quay lại chỗ sư phụ, nhưng Đường Tăng đã mất tích, chỉ để lại đống hành lý cùng con ngựa. Hai đồ đệ tìm kiếm hồi lâu, phát hiện ra động của Hoàng Phong, liền lớn tiếng đòi thả người. Hồ Tiên Phong vác đao ra tài đấu, bị Bát Giới đập một đinh ba chết tươi. Hoàng Phong thấy thế cả giận, đích thân nhảy ra nghênh chiến, nhưng rồi cũng bị đánh cho tơi tả. Thấy tình thế nguy ngập, Hoàng Phong bèn giở độc chiêu, thổi ra một đống cát vàng trúng vào mặt Ngộ Không. Còn khi đá bỗng nhiên thấy trời đất quay cuồng, hai con mắt tối sầm lại, buộc phải đằng vân bỏ chạy. Bát Giới nằm mọc bên dưới núi đá để tránh cắt độc, đợi cho gió ngừng thổi rồi mới chạy đi tìm kiếm Ngộ Không. Thấy đại sư huynh rên rỉ vì hỏng mắt, đành phải tạm thời ngừng chiến để đi tìm thầy chữa trị. Trời nhà nhem tối, Bát Giới trông thấy một ngôi nhà nhỏ, bèn dẫn sư huynh đến đó xin ta túc. Chủ nhà là một cụ già đứng tuổi, chỉ nhìn qua là biết Ngộ Không bị trúng tam muội thần phong, đây là loại gió mạnh bậc nhất trong tam giới, đến quỷ thần cũng phải khiếp đảm. May là cụ biết một phương thuốc được gọi là tam hoa cửu tử cao, có thể chữa trị bệnh về mắt. Ngộ Không liền cất tiếng cầu xin cụ chạy thuốc cho mình. Quả nhiên đến gần sáng, đôi mắt đã tinh tường trở lại. Bà gian nhà lá hôm qua cũng đã không còn, thì ra cụ già là hộ pháp già nam đến bảo hộ đoàn thiền kinh. Ngộ Không vẫn chưa nghĩ được kế khắc chế tam muội thần phong, bèn hóa thành một con bọ nhỏ chui vào động của Hoàng Phong xem xét tình hình. Lúc này gã đại vương đang dương dương tự đắc nói với đám tiểu yêu rằng ngoại trừ Linh Cát Bồ Tát ra thì chẳng có ai xứng làm đối thủ của hắn ta. Ngộ Không nghe thấy cả mừng, bèn đằng vân về phía nam thỉnh Linh Cát đến trợ chiến. Ngài đưa ra một món bảo vật gọi là Định Phong Châu, dặn Ngộ Không mang nó trong người rồi đến trước cửa động của Hoàng Phong khiêu chiến. Còn yêu chuột lại giở bài cũ ra, nhờ có Định Phong Châu, Ngộ Không vẫn có thể an nhiên bất động. Linh Cát đứng ở trên cao trông thấy Hoàng Phong liền tung phi long trượng ra bắt sống. Theo lời Linh Cát, đây vốn là con chuột cống ở dưới núi Linh Sơn, nhờ lén uống dầu đèn lưu ly mà tu luyện thành tinh, lại sợ Phật tổ trách phạt, bèn trốn xuống Hoàng Phong lĩnh tác quái tác quái. Nói đoạn, Linh Cát bèn thu lấy Hoàng Phong đem về Linh Sơn cho Phật tổ luận tội. Một thời gian sau, con chuột tinh bỗng nhiên quay trở lại Hoàng Phong Lĩnh mà chưa rõ nguyên do.
còn cầm theo một cái đầu Phật trông khá kỳ dị. Đám tinh chuột nghe danh Hoàng Phong Đại Vương liền lũ lượt kéo đến đây làm tổ, dường như còn hưng thịnh hơn cả ngày trước. Quốc vương Lưu Sa cũng tỏ ra kính sợ, vội dẫn cả gia đình quy phục con yêu này. Hoàng Phong thấy nhị hoàng tử có phần dũng mãnh, trong khi hắn lại đang rất cần người, nên đã bằng lòng thu nhận. Lại nói về đại tướng của con yêu chuột là Hồ Tiên Phong, tuy năm xưa đã bị bắt giới đánh chết, nhưng vẫn còn hai hậu duệ, gọi là Hồ Ca và Hồ Đệ. Vì tuổi ấu thơ đã được cha dạy dỗ cẩn thận, nên hai con hồ này khi trưởng thành cũng đã có được bản lĩnh cao cường. Thấy Hoàng Phong trở về, Hồ Ca và Hồ Đệ tỏ ra không vui, nghĩ rằng vì con yêu chuột mà cha của chúng đã phải chết, liền mạo hiểm đứng ra đối đầu với hắn ta. Chẳng ngờ rằng, cái đầu Phật của Hoàng Phong tỏ ra vô cùng lợi hại, chỉ vừa đưa ra đã khiến cho Hồ Đệ bị trọng thương. Để bảo vệ tính mạng em trai, Hồ Ca đành vứt bỏ binh khí, bằng lòng quy phục dưới trướng Hoàng Phong. Con chuột tinh tỏ ra không chấp nhận chuyện cũ, bèn phong Hồ Ca trước Hồ Tiên Phong, tiếp nối địa vị của cha hắn năm xưa. Hồ Tiên Phong có quen biết bọn yêu quái đá ở Hoàng Phong lĩnh, bèn xin Hoàng Phong dung nạp bọn chúng, và cũng được con chuột tinh ưng thuận. Từ đó đám quái đá được giữ chức Thạch Tiên Phong. Bình tướng đã tập hợp đủ, Hoàng Phong nhanh chóng lấy lại được cái oai vệ của mình ngày trước. Ít lâu sau, Hoàng Phong tiết lộ với cả bọn rằng hắn đã nắm được trong tay một món bảo vật quý giá, cần thời gian bế quan tu luyện, trước khi có chuyện trọng đại, không ai được phép quấy rầy. Nói đoạn, con chuột tinh đưa cho Hồ Tiên Phong và Thạch Tiên Phong hai cái bí phủ, gọi là Thạch Chi Lệ và Hồ Chi Phong, có thể mở ra nơi hắn đang tu luyện, dặn rằng chỉ được phép dùng khi có việc khẩn cấp, còn không phải hết sức giữ gìn Hoàng Phong lĩnh, ngăn chặn kẻ lạ mặt đến gần nơi này. Lại nhắc đến Tiểu Hầu, khi đến được đất Hoàng Phong lĩnh chưa được bao lâu, đã ngay lập tức bị lọt vào ổ mai phục của bọn chuột tinh, bị tên găm vào người như con nhím, nằm hất xỉu bên bờ suối. Bất chợt có một người hát dòng không đầu đi ngang qua, trông thấy Tiểu Hầu bèn gầy đàn ngâm nga, kể về chiến tích thu phục yêu quái chuột lông vàng của Ngộ Không năm xưa. Tiếp đó thì triển một loại bùa phép, làm tiêu biến những mũi tên trên cơ thể Tiểu Hầu. Đã không đầu mà còn có thể ca hát, lại thần thông quảng đại như vậy, chắc hẳn kẻ này có lai lịch không hề tầm thường. Một lát sau, Tiểu Hầu dần hồi tình, bèn xách thiết bảng lên chỗ bọn chuột tinh đang nấp, tặng cho mỗi đứa một gậy để báo thù. Tiếp tục hành trình, Tiểu Hầu trông thấy hai con chuột tinh đang đứng canh gác trước một cánh cổng, chúng chính là cha con quốc vương Lưu Sa. Vì trùng phép của Hoàng Phong mà biến thành bộ dạng thế này, gã Lưu Sa quốc vương người nhỏ thó như chuột chuỗi. Còn Sa Nhị Lang hay chính là nhị hoàng tử, con trai thứ hai của gã lại có tướng tá cao to, cầm một cây chùy rất lớn. Thấy Tiểu Hầu lừng lững bước tới, Lưu Sa quốc vương còn tưởng đây là một mớ thịt tươi đến dâng tận miệng, bèn sai con mình ra nghênh địch. Chẳng ngờ Tiểu Hầu bản lĩnh không phải là nhỏ, sau khi quần thảo một lúc đã đập như xương Sa Nhị Lang, buộc gã vua cha phải bỏ chạy thục mạng. Người hát dòng bất chợt hiện ra từ không trung, ca một khúc điếu văn cho Sa Nhị Lang, ý muốn khiển trách Tiểu Hầu đã khiến cho cha con chuột tinh phải chia lìa, âm dương cách biệt. Tiểu Hầu cũng chẳng mấy quan tâm, đoạn đưa tay lên chỗ cơ quan của cánh cổng, nhưng tất nhiên là chưa thể mở được. Người hát dòng lại ca một khúc khác, đại ý nói rằng Hoàng Phong đã nhậm tam vị thần phong lên toàn bộ vùng đất này, giờ chỉ có bí phủ mới có thể mở lối, cho rằng Lưu Sa quốc vương là kẻ đang nắm giữ bí phủ. Tiểu Hầu bèn cất công đuổi theo, bị dồn vào đường cùng, Lưu Sa quốc vương liền cắn một phát vào tay, lấy máu dài xuống một cái hang sâu. Từ bên dưới, một con chuột tinh khổng lồ trồi lên, đây chính là Sa Đại Lang, hai thái tử của Lưu Sa quốc vương. Chỉ có điều, tâm trí của Sa Đại Lang giờ chẳng còn minh mẫn, nó giương mõm ra cắn một phát, khiến cho vua cha phải chết trong tức tưởi. Tình phụ tử của loài yêu tinh cuối cùng cũng chỉ được có vậy. Tiểu Hầu vung thiết bảng chiến đấu với Sa Đại Lang, định sẽ báo thù cho cha hắn ta, đồng thời tìm kiếm bí phủ, nhưng đến khi con tinh chuột cục xuống, dù cho lục lọi khắp người nó cũng không thấy thứ gì giống như vậy cả. Đang trong lúc bí bách thì người hát dòng lại hiện lên, truyền cho Tiểu Hầu một cộng lông, giúp con khi học thêm được phép phân thân, lại ca thêm một khúc gợi ý rằng Hồ Tiên Phong và Thạch Tiên Phong chính là những kẻ đang nắm giữ bí phủ. Hành tung của người hát dòng quả là kỳ lạ, nhưng ít nhất thì gã cũng có thiện chí. Tiểu Hầu đi đến được tận đây hoàn toàn là nhờ một tay gã dẫn dắt. Sục sạo thêm giây lát, Tiểu Hầu cũng đã tìm thấy Thạch Tiên Phong. Đó là một con quái đá to lớn, chỉ cần trúng một cú đập của nó cũng đủ xây sầm mặt mày. Được cái vì cơ thể bằng đá cho nên nó cũng tương đối chậm chạp, Tiểu Hầu cứ việc vừa chạy vòng quanh vừa múa thiết bảng, dù cho đá cứng đến đâu cũng phải vỡ vụn ra. Một trong hai mảnh bí phủ là Thạch Chi Lệ bỗng rơi ra từ người con yêu. Nhờ có thứ này, Tiểu Hầu đã có thể tiếp cận được nhiều nơi trọng yếu trên Hoàng Phong lĩnh. Khi đi đến một ngôi chùa lớn, Tiểu Hầu cảm nhận được một luồng yêu khí từ đây bốc ra ngồn một. Quả nhiên, vừa bước qua cổng, con khỉ đã thấy xác chết nằm la liệt. Đi thêm vài bước nữa, lại thấy Hồ Tiên Phong đang vục mọn xuống một đống máu to bằng cái ao. Nhắc trông thấy Tiểu Hầu, Hồ Tiên Phong còn tưởng là một tên tiểu yêu đang mang thêm xác chết đến để giúp Hoàng Phong luyện công, nhưng sau khi định thần nhìn kỹ, nó nhận ra đó chỉ là một con khỉ nhãi nhép, dường như đến đây nạp mạng. Tỏ ra hào hứng, Hồ Tiên Phong liền lao tới vồ Tiểu Hầu, nhưng ngay lập tức biết rằng con khỉ nhép này cũng không dễ chơi. Bị Tiểu Hầu phang nhiều gậy vào mặt, con hồ bèn rút thanh kiếm ở sau lưng ra chém tới. Tiểu Hầu bình tĩnh né tránh, rồi bồi thêm mấy gậy nữa. Con hồ tuy khỏe, sau cùng cũng phải chịu khuất phục. Từ trong xác nó lại rơi ra một bí phủ khác, chính là Hồ Chi Phong. Người hát dòng lại xuất hiện,
kể lại Điền Tích Ngộ Không và Bát Giới đánh yêu hồ, tiếp đó tặng cho tiểu hồ thêm một phép nữa, gọi là đồng đầu thiết bích, giúp cơ thể hóa thành kim cang bất hoại trong giây lát, tạm thời tránh né được hiểm nguy. Tiểu hồ nhìn thấy trên bậc đá, chỗ con yêu hồ từng ngồi có một cơ quan, bèn thử lắp mảnh bí phủ vừa lấy được. Máu trong ao bỗng nhiên bị rút cạn, để lộ ra cánh cửa bí mật dẫn xuống dưới một địa đạo. Tiểu hồ bèn men theo lối đó, đi đến một hẻm núi khá rộng, lại thấy gió nổi cát bay che khuất tầm nhìn. Biết đây là phép thuật của Hoàng Phong Đại Thánh, tiểu hồ bèn cố gắng băng qua đám gió cát, quả nhiên thấy con chuột tinh đang ngồi tu luyện, trên tay của nó cầm một cái đồ vật. Thấy có người đến, Hoàng Phong biết hành tung đã bại lộ, bèn ngay lập tức nổi cơn thịnh nộ, vác một thanh đinh ba ra đâm tới tấp, giống như chó cùng thì rất dậu. Ngay cả lúc bình thường, Hoàng Phong đã là một con yêu quái lợi hại, bây giờ có thêm sự trợ lực từ cái đầu, lại càng giống như hổ mọc thêm cánh. Mỗi một cú vụt của hắn đều khiến cho tiểu hầu phải lao đao chống đỡ. Đánh được nửa chừng, con chuột tinh lại niệm tam vị thần phong, khiến cho tầm nhìn của tiểu hầu bị hạn chế, di chuyển chậm chạp hơn. May mắn là con khỉ từng đối mặt với gió đen của Hắc Hùng Tinh, nay gặp phải loại gió vàng này cũng không đến nỗi quá khó khăn, dù cho vô cùng gian nan, cũng đã dần chế ngự được con yêu chuột. Vào lúc Hoàng Phong gục xuống, người hát xong lại từ đâu bước ra, mang con yêu quái là thứ xúc sinh nhiệt đồ. Nói xong, gã biến hình thành một cơ thể to lớn, tiếp đó lấy đầu lắp vào cần cổ, liền biến thành một vị thần tiên, chính là Linh Cát Bồ Tát. Năm xưa sau khi khống chế được yêu chuột, ngài bèn đem nó về tiểu tu di, dốc lòng dạy bảo giúp nó tìm về chính đạo. Được ít lâu, con chuột đánh cắp được một trong những lục căn của Mỹ Hầu Vương, liền nảy sinh tà tâm, bí mật ám toán Linh Cát, lại cắt lấy đầu rồi chạy xuống trần gian làm loạn. Để cảm cái ơn tiêu diệt Hoàng Phong, Linh Cát liền tặng cho tiểu hầu một món bảo vật, không gì khác ngoài mảnh lục căn mà con chuột đã đánh cắp, gọi là Nhị Văn Nộ, chính là thính giác của Ngộ Không. Đến một con chuột tinh cũng đã có thể gây hại cho một vị Bồ Tát, xem ra ngay cả cõi Phật cũng có biến cố. Để biết được các vị thần tiên đang gặp phải kiếp nạn gì, chỉ còn cách đợi đến hồi sau phần giải.